Có lẽ khi xem những tập đầu tiên của Vui Lên Nào Anh Em Ơi, nếu không đọc bảng phân vai thì khán giả chẳng nhận ra cô vợ thu đáo để do anh Đào thể hiện. Biết rằng anh Đào có nét đẹp cá tính, rất hợp với những vai diễn cô gái độc lập mạnh mẽ như trong phim Lối Về Miền Hoa, Gặp Em Ngày Nắng, nhưng mọi người vẫn bất ngờ với màn biến hình của cô. Anh Đào xuất hiện với mái tóc vàng hoe uốn xoăn, áo quần xuề xòa, mặt mày nhăn nhó chuẩn một phụ nữ tối ngày quay quắt vì tiền, lúc nào cũng canh cánh làm sao có tiền nuôi gia đình trong khi ông chồng thì đụng đâu hỏng đấy. Nếu như Thu đánh đá bao nhiêu thì chồng của cô là Tiến lại sợ vợ bấy nhiêu. Hiện giờ, khán giả đang rất thích thú với vai diễn đầy mới lạ, hài hước của anh Đào, xem đây là thử thách thú vị của cô. Tuy nhiên, nhiều người cũng lo ngại rằng nhân vật Thu nếu được đẩy lên cao trào, ngày càng ghê gớm quá quắt thì có thể khiến phim hài hước hơn, nhưng dễ làm khán giả mất thiện cảm với Thu. Chia sẻ về vai diễn mới nhất, anh Đào cho biết vai Thanh Thu trong phim mới vẫn mang màu sắc tương tự các vai diễn trước, nhưng cô luôn nỗ lực làm mới nhân vật để thu hút khán giả. Tôi thay đổi kiểu tóc, tự chọn từng bộ quần áo cho Thanh Thu. Khi xem lại hình ảnh của nhân vật, tôi thấy đúng là Thanh Thu mà tôi muốn thể hiện. Tôi không sợ xấu hay già đi trên phim vì tạo hình phù hợp với tinh thần nhân vật giúp tôi thể hiện tốt hơn. Anh Đào, sinh năm 1996, công tác tại sân khấu Lệ Ngọc, là gương mặt diễn viên trẻ triển vọng khi liên tục được chọn đóng chính trong các phim Giờ Vàng VTV gần đây. Trên phim, anh Đào thường giản dị nhưng ngoài đời, cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, cân đối và gu thời trang thanh lịch, cá tính. Nữ diễn viên không ngại chia sẻ về chuyện tình yêu đẹp hơn 3 năm với bạn trai đồng nghiệp, cả hai luôn động viên và khen ngợi nhau khi đạt thành tựu nghề nghiệp. Tuấn Anh và anh Đào hiện đang công tác tại sân khấu Lệ Ngọc. Cả hai đã công khai tình cảm và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào bên nhau trên trang cá nhân. Tuấn Anh cũng hay cập nhật các thông tin về phim mới của anh Đào để ủng hộ bạn gái. Chuyện tình của cặp đôi được khán giả và đồng nghiệp ngưỡng mộ, mong họ sớm về chung một nhà.
Tuấn Anh từng tham gia một vài vai diễn nhỏ trên phim truyền hình, một trong số đó là phim Thương Ngày Nắng Về, nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, trên sân khấu kịch, anh lại là một nam diễn viên chính của sân khấu Lệ Ngọc, từng đảm nhiệm nhiều vai chính trong vở như Dế Mèn, Lôi Vũ, Lá Đơn Thứ 72. Bạn trai của anh Đào sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, cao 1m84, ngoài đi diễn, anh còn là một MC chuyên nghiệp. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.